Theo thông tin miền Đông 24 giờ ghi nhận được, thì vào ngày hôm qua ngày 12 tháng 12, 2 tấn vú sữa tuyển chọn tại tỉnh Sóc Trăng đã được vận chuyển lên đến thành phố Hồ Chí Minh, trải qua quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt bởi chuyên gia Mỹ và ngay sau đó đã được đưa lên máy bay xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đây cũng được xem là lần đầu tiên trái vú sữa Việt Nam có mặt tại thị trường trái cây Mỹ. Do trái vú sữa mau hư, vòng đời ngắn nên chỉ được 7 ngày kể từ thời điểm hái trái. Vì vậy thời gian bán hàng tại Mỹ sẽ rất ngắn, tối đa chỉ được 4 ngày. Khó khăn là vậy, nhưng thị trường Mỹ vẫn chấp nhận bán ra với mức giá cao khoảng 15 đô la Mỹ, tức 350.000 đồng Việt Nam, để người dân Mỹ có thể được thưởng thức đặc sản của Việt Nam.